chia hai ông luôn đi. Đây Việt Nam Trung Quốc hai ông đừng có cãi nhau đúng được không? Đúng được không? Nhật Bản sau này nó đây. Tôi lại hai người thời buổi nào mà còn đánh nhau nữa ha? Bây giờ ấy muốn đánh nhau ấy là phải on the beat luôn nghe à? Beat. Bây giờ ấy nếu tôi tổ chức một cuộc thi rap hai ông số trình, được không? Tôi lại luôn đấy. Rap à? Việc này quá đơn giản. Việt Nam vẫn tôi toàn là dân chơi rap hay là dân chơi rap. Bởi vì một năm trước rap đã là trình lộn lộn. Năm trước rap là hot trending rồi. Lần này rap mới là tầm thường. Rap không còn là tầm thường nữa. Thường của Việt Nam nữa. Trung Quốc đã sẵn sàng chưa? Ok, đã sẵn sàng. Thế thì trận đó là phải bắt đầu thôi. One eternity later. Ok ok, xin chào tất cả quý vị khán giả đến với chương trình rap, chương battle rap. Rap tức là căng cực đỉnh cao và hôm nay chúng ta sẽ có hai thí sinh rất là căng cực trong giới rồi. Hôm rap đó chính là Việt Nam và Trung Quốc. Việt Nam đó chính là một bậc thầy này về rap, bởi vì Việt Nam nên đã xuất hiện rất nhiều tổ rap. Còn Trung Quốc thì tôi nghĩ chưa chắc hơi cùi đâu. Nhưng mà thôi kệ, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cái cuộc thi. Và người cũng xúc nhất đang là Trung Quốc. Xin mời anh đi chứ. Ok, DJ drop the beat. Hết xong rồi. Rồi ok, phần trình diễn đã sắp kết thúc. Ok, round 1 của Việt Nam, xin mời. Ok, trợ lý drop the hat. DJ drop the beat. Beat. Vâng, vậy là ok, hết round 1 rồi, bây giờ chuẩn bị đến round 2. Ok, chúng ta sẽ có... Ok, và chúng ta sẽ bắt đầu với phòng thi thứ hai. Phòng thứ hai này, nó sẽ còn căng hơn nữa. Bây giờ chúng ta sẽ... người đi trước sẽ là Việt Nam. Mời Việt Nam đi trước. Ok, he changed up some beat. Ok. Không phải được cái gì cả. 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 Không phải được c
hóa càng không phá được ra cái thiên đường bị không phải lúc nào được cái hóa càng đen đó không phải lúc nào được cả ai 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 ok hết rồi dừng lại dừng lại dừng lại ủa sao mình nghiêng ngang chèn vô đây chi vậy không tôi mà không chèn là anh phải là tám sáu ma vậy à ha đây tôi nghĩ với cái trường hợp này thì chúng tôi xin từ chưa hiểu. Hiểu, chỉ vậy thôi. Thôi mời Trung Quốc anh đi tiếp luôn đi. Chúng tôi hết dám nói gì luôn rồi. Ok, ghi xe số tôi biết. Stop ngay. Ở Trung Quốc. Tôi nghĩ anh hết trình để rác rồi. Thôi bây giờ tôi nghĩ phòng 3 nghĩ phòng 2 kết thúc tại đây thôi. Chúng ta xin chuẩn bị vô phòng 3. Ok, và chúng ta sẽ bắt đầu với phòng 3. Phòng 3 này sẽ đổi hướng gió một tí. Chúng ta sẽ đến với là Battle Khen. Ôi, chờ chút nhật bản. Tại sao tôi nghĩ là phòng 3 tại sao là Battle Khen? Ôi dồi ôi, tại hồi nãy hai ông chửi quá cho nên phòng 3 nó phải đổi với anh gió tí thôi. Thôi, tôi không nói nhiều, mời Trung Quốc đi trước. Ok, shut the beat. Tôi không thể xin lỗi bạn bởi vì chúng tôi đã chơi quá nhiều bởi vì chúng tôi đã chơi quá thôi bởi vì Việt Nam đã muốn dịch là hai trong một năm qua Việt Nam không có dịch trong dịch sợ đến cho hòa chúng tôi không thể nào mà không được cầu thì chính vì chúng tôi xin lỗi bởi vì chúng tôi thật ê quá hồ đồ bởi vì cho tôi xin lỗi từ nay chúng ta sẽ làm bạn bởi vì tôi không còn gì để nói bởi vì Việt Nam cho tôi được xin lỗi cho chúng ta là bạn nhau. Ok hết rồi Trung Quốc anh khen hay lắm giờ tới Việt Nam. Ok DJ đã lúc biết rồi. Trung Quốc tôi thật là xin lỗi vì bữa nay chúng tôi đã làm điều sai trái bởi vì đó chúng tôi đó cho tôi hết nhưng mà tôi bởi vì tại sao đây Việt Nam tôi đây rất là hết mình vì một năm qua chống dịch thì rất là hết mình bởi vì chúng tôi muốn cho đại dịch hết nhanh hơn nhưng mà năm trước anh có nhớ rằng không lần trước là HM lần đó với anh bây giờ không thể nói không cần phải nói nhiều bây giờ rồi xong luôn. Tôi nghĩ stop được rồi tự nhiên ngon đâu ra con nhà hắn nó lòi vô chi vậy ta gì nó thôi lúc em mới tin bạn thôi bớt đi bây giờ ngon chúng ta không nói nhiều nữa tôi không nói nhiều nữa ngon tôi xin tuyên bố
người chiến thắng lần này chỉ là cả hai người. Vì hai người rap hay quá. Thôi tôi bội, tôi đi về nước đây. Dính biệt hai ông. Tôi đi về nước đây. Thảo nha, không tiếng không. Hương Nhật Bản. Trung Quốc ơi, cho tôi xin lỗi anh tí nha. Mấy gì trước đây tôi đã làm việc sai trái với anh này. Tôi cũng thế. Bây giờ chúng ta băng bắt tay nhau làm ngoài đi. Chúng ta sẽ không bao giờ làm sai trái nữa. Rồi, chúng ta sẽ bắt tay. Rồi. Ok. Thực ra mình cũng có điều muốn nói là là giờ nó sắp tới rồi kìa. Chạy 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 chạy.